của khối văn phòng này. Tất cả mọi người của chúng ta năm nào cũng đoàn kết, yêu thương nhau và tập thể của chúng ta sẽ luôn vững mạnh. Doanh thu gấp đôi. Đến doanh thu gấp đôi phát là tắt đến luôn. Đạt được ước nguyện luôn. Chưa kịp thôi. Ôi, cảm ơn quà của mọi người trong nhiều hoa này. Đây là của Côn Sơn này, hoa nào cũng đẹp luôn. Rồi, như này là vừa kịp để ngày mai live stream đồng hồ. Ngày mai sẽ ngày mai Trang sẽ quay vlog đồng hồ và quà tặng sinh nhật ngày mai. Rồi, đây là Lavender công ty Sài Gòn đây, hôm nay cũng là của tập thể đúng không? Rất là đánh lẻ. Tặng quà cho sếp mà cũng hồi hộp tình luôn á. Đợi sếp nhanh off live stream. Ôi, trong hoa to này, năm nay chắc là ăn lên làm ra tặng hoa to quá. Phần luôn, có nghĩa là vừa hoa và vừa bánh luôn thì ngon luôn nha. Ngày mai mới bắt đầu khui quà nha. Còn bây giờ là sẽ không khui nha, để cho bất ngờ. Lavender Sài Gòn. Chúc sinh nhật mình thật nhiều sức khỏe, một ngày càng xinh đẹp và ngày càng tỏa sáng, tỏa sáng hơn. Dạ. Dẫn dắt Lavender ngày càng phát triển, chúng tôi đang gấp đôi gấp ba. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, nhân viên là năm nay mua một cái nhà thôi, sang năm mỗi người mua hai cái nhà nhá. Ơi, cảm ơn chi nhánh Sài Gòn. Đâu quà đâu, quà đâu chi nhánh Sài Gòn đâu. Rồi. Nặng lắm à. Đấy. Đây là quà bóng hoa của chi nhánh Sài Gòn nha mọi người nha. Năm nay sinh nhật to quá. Ơi. Đó, đây đánh lẻ à. Đây là của Thủy, của bên team marketing văn phòng. Dạ em là em chúc sếp là càng thêm tuổi càng xinh nè. Tuổi mới ngọc quà, hạnh phúc thăng hoa và sự nghiệp sẽ tiến xa. Có sự chuẩn bị. Sắp xếp thành công thơ rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày một tiến bộ, ngày một giỏi này. Năm nay có quà riêng tặng chị nữa. Có âm mưu gì đây? Cảm ơn nha, cảm ơn em rất nhiều. Đây là văn phòng. Đây, trưởng phòng nhân sự này. Chính văn phòng này, đây là của văn phòng này. À, chu đôn. Đây, nhìn thấy có quà đây rồi nha các bạn nha. Đây, quà chu đôn. Đây là quà ai? Văn phòng. Văn phòng của hai luôn à? Dạ. Dạ. Sao lại văn phòng của hai lắm luôn à? Hai hộp rồi sếp. Ồ. Hai phần quà. Mỗi hộp một ý nghĩa. Văn phòng Sài Gòn hẳn hai hộp luôn. Xịn quá. Hay là quà tư hương sắc tổng kia là sẽ kèm chặt chế. Văn phòng Sài Gòn là có, đây là quà này, đây là còn có cả trái cây tập hùng cho mẹ bầu nữa. Rất là nhiều, cảm ơn 60 bạn của văn phòng Sài Gòn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hôm nay là Phi tận văn phòng sang đây rồi. Vâng, coi như là ở trong này ước kín được mấy trăm bạn ở trong này. Hồi hộp nín thở. Hồi hộp nín thở. Ơi, cảm ơn mọi người. Đây, trăm bao nhiêu hôm trước tặng rồi mà. Lại tặng nữa. Cảm ơn quản lý của Trang Beauty, bạn Chi và tất cả các bạn thợ chính và tất cả các bạn của Trang Beauty rất là nhiều. Trời ơi, Trang Beauty hôm nay ăn lên làm ra tặng quà hai lần. Đây là quà nha, nhưng mà ngày mai là Trang sẽ quay một tập vlog unbox của tất cả các quà tặng mọi người. Thế cho nên là để bất ngờ ngày mai. Ê, chị Vân rất trưởng nè. Đây, ui, mua quà của Thái Công. Thấy cái túi Thái Công. Đây là GM cũng như là bếp trưởng của nhà hàng Côn Sơn tặng Ngân và chị Vân. Cảm ơn tập thể Côn Sơn. Cảm ơn 90 con người của nhà hàng Côn Sơn rất là nhiều. Đấy, quà tặng năm nay là tặng hình quà của anh Thái Công. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn nhà hàng Côn Sơn. Đây chị Nguyệt, kế toán trưởng của nhà hàng Côn Sơn này. Đấy. Chúc có quà đánh lẻ nha mọi người. Chúc sếp tuổi 18 luôn tươi trẻ xinh đẹp hơn, ngày càng phát triển sự nghiệp và thành công trên con đường sắp tới của Trang Group. Cảm ơn chị Nguyễn rất là nhiều. Đấy mọi người ơi, sinh nhật năm nay nhận quà sướng luôn. Sắp tới văn phòng Hà Nội. Rồi, văn phòng Hà Nội tặng quà xịn thế này. Có cả
trái cây nữa nha mẹ bầu năm nay là tìm trái cây à tìm tư vấn viên này đấy tìm tư vấn viên là có quà riêng. Cảm ơn tim tư vấn viên đã nhìn thấy xa xa là giấy chai nước hoa Kalian rồi đấy. Tim tư vấn viên cũng hơi bị xịn sò. Cảm ơn tim tư vấn viên và văn phòng chi nhánh Hà Nội nha. Đấy, chị Đào cũng có quà riêng tặng Trang nha. Đây là chị Đào coi như là người quản lý tiền của vợ chồng Trang là bao nhiêu tiền chị Đào biết hết. Đây, Lý Duy Dung đấy. Đây, Lý Duy Dung năm nào cũng có và dịp nào cũng nhớ đến chị. Đấy, cảm ơn hai em Lý và Dung, cảm ơn chị Đào rất là nhiều. Chúc sức sinh nhật càng càng xinh đẹp hơn, hạnh phúc. À, cảm ơn chị. Team Digital quà riêng, trời ơi mọi người ơi, hoa nhiều quá. Cảm ơn Team Digital rất là nhiều nha. Ôi, lại còn có cả em Hương, Thuận, Hà, Linh. Chúc mừng sinh nhật chị, các em yêu ở Hà Nội và chị Hà ở Hạ Tim Hà Nội. Có trái cây này, có hoa này, rồi ôi, ngập hoa và quà luôn. Đây, đây là anh Thương, anh Phi Thương là anh Phi và chị Thương ở Nha Trang. Giám đốc của Đất Tâm ở Nha Trang nha mọi người nha. Đây, anh Phi và chị Thương đã tặng Trang một cái lẵng hoa rất là đẹp. Tiếp nữa nè. Văn phòng của Đất Tâm Khánh Hòa nè. Đây là công ty của chồng Trang, văn phòng của Đất Tâm Khánh Hòa cũng tặng cho Trang một lẵng hoa to đùng luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều tập thể Trang Group. I love you.